Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 10 giờ sáng của ngày 25 tháng 10 năm 2021, và có một câu chuyện thế này: trên diễn đàn Quốc hội thì có một cái nó gọi rằng là dự thảo luật điện ảnh, và trong đó thì các đại biểu đang thảo luận với nhau về luật điện ảnh thì có một cái gì nó mới hay không. Câu chuyện drama với các nghệ sĩ, nhiều nghệ sĩ vi phạm đạo đức trong cái thời gian vừa rồi thì cũng rất nóng ở trên diễn đàn Quốc hội, và có nhiều cái ý kiến để mà nói rằng là có nhiều ý kiến để nói rằng là có nên dừng hoặc cấm chiếu phim mà có nghệ sĩ vi phạm đạo đức hay không. Đây là một trong những cái mà dư luận rất là quan tâm, cực kỳ quan tâm luôn. Ngay cả trên bài báo này chúng ta có thể thấy này, trên tờ Tuổi Trẻ cũng đã nói rằng là dừng chiếu phim của nghệ sĩ vi phạm đạo đức là hình phạt quá nặng và bất công hay không, bởi vì là chỉ một dòng trích nhắn thế này thôi: giới làm phim thì phản đối cái đề xuất dừng chiếu phim của nghệ sĩ vi phạm đạo đức vì đạo đức là chuyện cá nhân và không thể bắt tập thể phải chịu chung hậu quả. Phim dừng chiếu thì có thể gây thiệt hại đến hàng chục tỷ đồng. Không biết các bác nghĩ thế nào? Bởi vì là nhiều bạn cũng hỏi tôi rằng là câu chuyện nghệ sĩ, câu chuyện này anh bênh giới nghệ sĩ hay không? Thì báo cáo với các bác rằng là thật đáng tiếc. Bởi vì rằng là tôi đồng ý với ý kiến của cộng đồng mạng và nhiều người, đó chính là việc mà dừng chiếu phim hoặc thậm chí cấm chiếu với cả những nghệ sĩ vi phạm đạo đức. Thế thì lý do tại sao để mà tôi xin chia sẻ với các bác như thế này. Thứ nhất ấy, một nền điện ảnh là cũng phải trong sạch và dựa theo cái tôn chỉ. Chúng ta sẽ đi theo cái hướng đi riêng, theo đậm đà bản sắc và tôn trọng tính nhân văn. Chứ không phải là những nghệ sĩ của chúng ta mà khi đứng lên trên 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 diễn đàn phim các thứ nữa, rồi sau đó là vi phạm đạo đức và muốn làm gì thì làm, họ không có trách nhiệm trong cái việc đó thì nghe nó quá là vô lý. Và cái việc mà đưa cái dự thảo này ra ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó hoàn toàn hợp lý và cũng nên nên để cái điều đó để mà răn đe những nghệ sĩ mà có những hành vi vi phạm đạo đức, đặc biệt ở trên mạng hay là ngay cả trong chính ngoài đời. Trung Quốc đã làm cái điều này rồi, ngay cả những cái nhưng những cái mà gọi rằng là phim như là Hoàn Châu Cách Cách hay một số phim khác của các nghệ sĩ mà vi phạm á, thì họ cũng đều bị gỡ khỏi các nền tảng mạng xã hội. Và tôi cũng xin chia sẻ rằng là giới làm phim họ có một cái lý do như các bác có thể thấy. Thứ nhất, có hai cái ý ở trong đó, nghĩa là cá nhân thì không bị ảnh hưởng đến, bởi nghĩa là cá nhân thì làm ảnh hưởng tới tập thể, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa đó chính là cái việc mà họ sẽ bị thiệt hại đến hàng chục tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng nếu mà những cái phim mà có dung lượng lớn. Thế thì tôi xin chia sẻ với cả các đạo diễn và làm phim thế này: các anh chị là thứ nhất là chưa hiểu biết. Nhất là những người đạo diễn ấy, là những anh chị đấy cũng là một là chưa hiểu biết. Cái thứ hai nữa là các anh chị không tìm chịu tìm ra giải pháp. Và đặc biệt là đến việc doanh thu thì tôi sẽ nói được doanh thu trước. Doanh thu của một bộ phim ấy thì nó chỉ rơi vào cỡ tầm khoảng cùng lắm là một năm. Trừ khi những tác phẩm điện ảnh kinh điển thì nó có thể kéo dài đến khoảng hàng chục năm. Tuy nhiên doanh thu của những tác phẩm thì sau khoảng một năm thì bắt đầu rằng là nó đi đi ngang rồi, không còn cái doanh số nữa nhiều nữa. Cho nên rằng là nếu mà vào đạo như là các nghệ sĩ mà trong các phim của các anh ấy, ví dụ như là diễn viên hay nọ kia, thì cái độ trễ sau đó thì anh chị vẫn thu được tiền từ chỗ này, chẳng qua sau này ví dụ sau khoảng 2-3 năm thì những nghệ sĩ đó là vi phạm đạo đức thì cái phim đó bị cấm chiếu thì đương nhiên đó. Và cái giải pháp về việc này nó cũng rất đơn giản, đó chính là cái việc mà các nghệ sĩ phải ký hợp đồng để mà liên quan tới việc vi phạm đạo đức, sẽ phải bồi hoàn lại toàn bộ cái chi phí để khi làm phim, bao gồm cát xê của mình, những thu nhập bị ảnh hưởng bởi người khác, thì những cái phương pháp này đều có thể tính toán và ra tòa dân sự để mà cãi nhau cái việc đó. Và trong cái hợp đồng thì nên quy định rõ cái điều đó thế các bác. Mọi chuyện rất đơn giản, thế mà không có gì khó cả. Thế thì lập tức rằng là sẽ có nhiều người nói rằng là các nghệ sĩ, ví dụ như một số phim lớn thì các nghệ sĩ lấy đâu ra tiền để mà trả. Ví dụ như một nghệ sĩ khi mà họ đóng phim thì cái cát-xê của họ rơi vào cỡ khoảng 1 tỷ. Nhưng khi doanh số của phim hay là những cái thiệt hại mà bị cấm chiếu ấy,
nó lên tới 500 tỷ thì làm thế nào? Thế thì cái chỗ này nó cũng rất là thú vị, bởi vì bác nào mà làm tài chính thì các bác sẽ hiểu cái điều này ngay. Hay các bác nào mà chuyên ghi số lô đề thì các bác cũng hiểu cái điều này luôn. Trong thuật ngữ ghi số đề thì người ta gọi rằng là sang bảng, nghĩa rằng là chuyển một cái bảng sang cho người khác để giảm thiểu cái rủi ro. Còn trong giới tài chính ấy, thì người ta dùng một cái thứ nó hay hơn, đó chính là bảo hiểm. Đó. Thì các nghệ sĩ là phải mua cái bảo hiểm đó. Để ví dụ như sau này lỡ một ngày nào đó họ không vi phạm, như là họ vi phạm đạo đức ấy, mà cái bộ phim đấy bị cấm chiếu và họ phải bồi hoàn lại toàn bộ cái chi phí, thì lúc này bảo hiểm sẽ đứng ra để mà chi trả cho họ những cái việc này. Không ai nói trước được rằng là mình có một ngày đẹp trời nào đó mình bị dính cái việc này hay không. Đó. Thì ở đây á, là cũng là một cái cách để mà lường trước cái rủi ro, để trong mọi cái trường hợp thì về mặt khía cạnh tài chính, khía cạnh tài chính thì nhà làm phim sẽ bị thiệt hại một cách ít nhất. Nhưng cái việc đó cũng tạo ra một cái, đó là các nghệ sĩ phải chỉn chu trong cái hoạt động của mình. Các nghệ sĩ các anh mà cứ đi gọi rằng là lợi dụng cái danh tiếng của mình, các nghệ sĩ mà cứ gọi rằng là ăn chơi mút mùa, rồi là trốn thuế, rồi làm từ thiện, rồi là ngủ với fan hoặc là lười ca sĩ nào đó để đẻ con ra nhưng mà không nhận, những cái việc đó nó là cái vi phạm đạo đức. Thì bây giờ các anh chị phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần để mà ứng xử cho nó có văn hóa, có đạo đức, có tính nhân văn. Thì lúc đó các anh chị mới trở thành một cái tấm gương, trở thành một cái tấm gương tốt cho xã hội, cho đất nước. Chứ anh chị cứ lên mạng mà chửi tục như kiểu là Đàm Vĩnh Hưng hay chửi tục như chị Trác Khan, thế thì ai dám mời anh chị nữa. Đó là cái mà anh chị sẽ phải tự điều chỉnh. Khi luật đưa ra thì các anh chị thấy rằng là cái gì nó rủi ro với nghề nghiệp của mình thì mình phải hiểu cái điều đó, và để mà tránh cái điều đó xảy ra, chứ không phải là tùy tiện muốn làm gì thì làm. Không phải nói rằng là một ngày đẹp trời tôi cảm thấy tôi bị thất tình, rồi sau đó là tôi sống buông thả, rồi tôi nọ đến kia, mọi người thông cảm với tôi. Đó là việc của anh chị, đừng để cái việc của anh chị là liên quan tới cộng đồng, và đặc biệt là liên quan tới luật. Các anh chị phải tự làm cái điều này. Mỗi nghề của mình thì nó đều có những cái ràng buộc bởi những quy định pháp luật. Thì trong cái luật điện ảnh này thì tôi hoàn toàn theo ủng hộ cái đề xuất, đó chính là việc mà nếu như các nghệ sĩ mà vi phạm đạo đức thì nên cấm chiếu những cái tác phẩm của họ, có mặt họ. Đặc biệt là kể cả những game show cũng nên có cái điều đó. Và cái việc này á, nó cần hai cái giải pháp. Một là về phía của bên nhà sản xuất, bên đạo diễn là phải ký những cái hợp đồng, ký những cái hợp đồng. Đó. Cái thứ hai nữa là hợp đồng cụ thể điều khoản ấy, để được bồi thường. Cái thứ hai nữa rằng là bên phía của bảo hiểm, kiểu gì người ta cũng tung ra các gói bảo hiểm. Ví dụ như anh chị nào mà một bộ phim là 10 tỷ thì bỏ ra là cát xê của mình là 10 tỷ thì bỏ ra 1 tỷ để mua cái 1 tỷ một năm để mà mua cái bảo hiểm về đạo đức. Đúng không ạ? Tôi gọi là bảo hiểm đạo đức ấy. Bây giờ thì ví dụ anh chị vi phạm đạo đức thì người ta cứ căn cứ cái hợp đồng giữa anh chị với nhà sản xuất, ví dụ phải bồi hoàn 100 tỷ. Anh chị đã nộp bảo hiểm rồi thì bảo hiểm phải đứng ra để mà chi trả cái phần đó cho anh chị, cho những cái điều khoản cụ thể. Đó, nó hoàn toàn đơn giản, nó không có gì là khó cả. Nhưng có một cái lăn tăn đến này thôi, đó là những cái tác phẩm, có những cái tác phẩm mà nó rất là kinh điển thì cái này là cũng cần phải xem xét. Chúng ta cũng nên có một cái hội đồng để mà xem giữ lại cái tác phẩm đó hay là không nên giữ lại tác phẩm đó. Bởi vì có những cái tác phẩm mà phải nói rằng là ví dụ như là có cái tính nhân văn rất là cao, và có những nghệ sĩ khi họ vào vai những cái việc đấy thì cái thời điểm đó họ là cái người mà thăng hoa về mặt nghệ thuật, họ diễn xuất, họ thể hiện những cảm xúc, họ thể hiện những cái tình huống không chê vào đâu được. Nhưng sau này nếu như mà họ bị vi phạm á, thì chúng ta cũng nên cấm chiếu những tác phẩm khác thôi. Còn một số tác phẩm đặc biệt để mà lưu trữ lại thì nó sẽ được giữ lại, chứ không thể nào mà ấy được. Bởi vì không ai biết được rằng là hôm nay mình là người tốt nhưng ngày mai có thể là người xấu, đúng không ạ? Trong cái luật này thì cũng nên cụ thể từng cái điều khoản là vi phạm đạo đức ở mức độ nào thì bị cấm chiếu. Tôi chỉ lấy ví dụ như thế này, với những cái tình huống bình thường hay thế nào đó thì chúng ta cũng nên nhân văn để mà đưa ra, còn trường đưa ra những cái giải pháp đó, ví dụ như là vi phạm hành chính hay thế nào đó thôi. Còn với những cái trường hợp vi phạm đạo đức một cách nghiêm trọng, tôi lấy ví dụ như là hiếp dâm, trốn thuế, hay là cái hiếp dâm, trốn thuế hay liên quan đến lừa đảo tiền từ thiện thì hoặc rằng là gì đó, thì có thể rằng là xử lý những cái vấn đề đó nặng, nghĩa là nó có cái từng khung một, từng cái định một
chứ không phải rằng đánh đồng tất cả rằng là vi phạm đạo đức cái điều nào đó là chuẩn mực, và nó phải cụ thể theo hành vi đã được ghi nhận ở trong thời điểm hiện nay, chứ không phải rằng là bị áp lực của cộng đồng thì thấy rằng là một cái hành vi nhỏ mà lại xé ra to thì nó lại không ổn một chút nào cả. Đó, đó là đôi điều về cái ý kiến của tôi trong cái việc mà luật này, và tôi nghĩ rằng là cái điều đó là nên có. Thực tế thì một số nghệ sĩ mà thực sự họ có tâm có nghề với nghề ấy, thì họ cũng đã lường trước cái điều này và họ đã giữ một cuộc sống thanh bạch từ lúc vào nghề cho tới lúc cuối đời. Chỉ có một số nghệ sĩ thì bởi vì cái đồng tiền hay là bởi vì là những cái ánh hào quang nó làm cho họ bị tha hóa, họ bắt đầu rằng là trai gái họ kia, rồi họ để mà kiếm tiền thì họ bất chấp để mà quảng cáo cho những cái dự án mà họ không hiểu, và thậm chí rằng là họ không hiểu, không có tư vấn, để không có họ kia, để mà cuối cùng rằng là ví dụ như thực phẩm chức năng hay là ví dụ như là tiền ảo. Rồi họ có thể rằng là có những cái hành động rất là nghiêm trọng, như là ca sĩ Jack là có con với người khác nhưng mà giấu nhẹm đi, không nhận, không có trách nhiệm. Thì đó là cái điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ, đúng không? Thì đó là cái mà phải cụ thể hóa trong từng cái trường hợp một, chứ không phải rằng là bị áp lực từ cộng đồng đi lên đó. Bởi vì cộng đồng nhiều khi cũng dã man lắm, các bác là như vậy. Đôi điều như vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.